Xin phép hỏi sư rằng trong Trung Bộ có câu sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Xin sư giải thích rõ chữ sanh ở đây có nghĩa là gì và phạm hạnh ở đây là những hạnh nào. Và bốn quả vị thánh ở đây cụ thể là đã thành tựu những gì và bỏ được những gì. Thưa với quý vị đó, có những cái mà chúng ta có thể Google để chúng ta trả lời được thì cũng không nhất thiết mà chúng ta phải hỏi làm chi. Mà mình hỏi những cái nào á mà mình thắc mắc mà mình không thể tra ở đâu được á, thì nó hay hơn. Còn cái câu mà sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, cái sanh nó chỉ đơn giản thôi, có nghĩa là sự tái sanh. Còn cái phạm hạnh đã thành ở đây đó, cái câu phạm hạnh đã thành ở đây là cái phạm hạnh ở đây là con đường thực hành phạm hạnh. Tức là con đường thực hành cái hạnh của một vị sa môn, con đường thực hành cái hạnh của một vị giải thoát, của một vị tỷ kheo, của một người biết chán sợ sanh tử. Thì cái vị A-la-hán ngài tuyên bố là con đường đó ngài đã hoàn tất rồi. Cho nên nếu mà quý vị hỏi thì sư thấy ở đây không có cái gì để phải giải thích thêm, bởi vì bản thân câu này đã quá rõ ràng rồi. Sư coi là sư coi ở trong chú giải của cái này nhé. Ở trong chú giải cũng không có cái gì phải giải thích thêm, bởi vì bản thân câu đó đã rõ rồi. Còn bốn quả vị thánh ở đây đó, nhất là tu đà quần, là diệt trừ thân kiến hoài nghi với căm thủ. Tư Đà Hàm á, Tư Đà Hoàng là giảm nhẹ dục ái và sân. Cái giảm nhẹ ở đây á, là quý vị nên hiểu là cả một cái ngọn núi tu di đó, các vị đó bỏ gần hết, chỉ còn lại một vài viên sỏi ở trên cái lòng bàn tay thôi. Đó là còn một chút xíu như vậy đó, là gọi là giảm nhẹ, là còn một chút xíu nha. Đó. Và một vị A-la-hàm á là bỏ đi dục ái và sân. Và một vị A-la-hán á thì đoạn tuyệt hoàn toàn các cái ái, gồm có sắc ái, hữu ái, sắc ái, vô sắc ái. Và đoạn tận toàn bộ vô minh. Thì đó là một vị A-la-hán. Muốn biết kỹ hơn, quý vị có thể tham khảo kinh căn bản pháp môn, sư đã giảng giải rất là rõ trong cái phần danh sách pháp kinh Trung Bộ. Và nghĩ chắc có lẽ cái phần này chúng ta cũng không có hai đại đức, chứ không có gì chúng ta phải bàn thêm ha. Yeah.